Chào cả nhà, hôm nay ở quê gửi thực phẩm lên cho nhà mình dùng. Sẵn gửi lên cho nhà một cái nải chuối như thế này, chín rất là ngon. Sợ chuối chín nhanh ăn không kịp hư uổng nên mình mới làm thành một món khác vừa ngon, độc lạ và cách làm thì cũng rất là đơn giản. Đó chính là món chuối lạnh nước cốt dừa. Nào các bạn cùng xem cách mình làm nha. Ôi thật là ngon. Mình vừa chia sẻ xong cách làm món chuối lạnh nước cốt dừa.
Món này ăn lạnh lạnh như ăn kem, có vị ngọt tự nhiên của chuối, vị béo của nước cốt dừa, cùng với đậu phộng giòn tan và mè rang thơm ngon. Món này ăn vừa ngon, độc lạ nhưng lại rất là dễ làm. Nếu nhà có nhiều chuối, thay vì ăn chuối tươi, làm kem chuối, nấu chè, các bạn có thể đổi sang món này, ăn cho ngon và lạ miệng. Chúc các bạn thành công! Hy vọng video clip này giúp các bạn có thêm một món mới trong danh mục những món ăn yêu thích của mình. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like để ủng hộ tinh thần mình nhé! Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye!